Chữ Y hoa có giá trị là 1. Chữ V hoa có giá trị là 5. Chữ X hoa có giá trị là 10. Cô viết số 2 La Mã. 7 La Mã. Và số 8 La Mã. Các con chú ý khoảng cách giữa các chữ cái in hoa trong một số cách nhau khoảng 1 ô ly. Các con đã nắm được cách viết số La Mã rồi đúng không nào?